Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 3, tại xã Tam Trung, Ban dân tộc tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và huyện Mường Lát tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông năm 2024. Dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh, lãnh đạo huyện Mường Lát, lãnh đạo xã Tam Trung. Tham gia lớp tập huấn có gần 150 học viên là bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, người có uy tín, ban công tác mặt trận và đại diện các hộ gia đình thuộc 4 bản đồng bào Mông, xã Tam Trung. Trong thời gian 2 ngày 20 và 21 tháng 3, các học viên sẽ được các báo cáo viên của huyện Mường Lát và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt các nội dung, một số tình hình về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào Mông, phòng chống buôn bán người, phòng chống buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, không tái trồng cây thuốc viện, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, vận động đồng bào Mông xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, quan điểm của Đảng, Nhà nước về đấu tranh chống thành lập nhà nước Mông, tuyên truyền vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa tại vùng đồng bào Mông, hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước văn hóa tại vùng đồng bào Mông. Thông qua lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân vùng đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Mường Lát nói riêng trong tổ chức tang lễ, góp phần đẩy mạnh việc xây dựng làng bản văn hóa, xây dựng nông thôn mới.